Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn chiếc Vios G số tự động, bản G xịn 215 nhé. Đây là chiếc Vios G xịn 215. Tổng thành bên ngoài chiếc xe rất là đẹp. Bản G 215 là bản đủ nhất của Vios rồi, bản full rồi. Nếu mà nói Vios G là full rồi, không còn thiếu cái gì luôn. Xe thân vỏ rất đẹp, không lỗi gì nhé. Cam kết không một chút tai nạn, không ngập nước. Zin từng con ốc ạ. 215 bản G xịn ạ. Được trang bị là động cơ số tự động 4 phanh ABS, gương chính kính chỉnh điện, xi nhan trên gương. Thân vỏ rất là đẹp. Về nội thất thì được trang bị là đây ạ. Gương kính chỉnh điện, cụp điện, màn hình camera lùi đầy đủ, số tự động zích zắc ạ. Xe thì đẹp lắm, không có gì để phải bàn nữa luôn. Xe cực đẹp. Xe này là dành cho những người yêu cái đẹp các bạn nhé. Xe zin từng con ốc ạ. Tất cả zin từng con ốc nhé các bạn nhé. Như mới luôn, xe như mới ở trong hãng. Phải nói là xe rất đẹp từ bên trong đến bên ngoài. Mình sẽ có quay khoang, khoang cốp đẹp cực kỳ luôn. Lốp sơ cua chưa hạ các bạn nhé. Lốp sơ cua mới tinh chưa hạ luôn. Xe không lỗi nhỏ. Xe này cam kết zin từng con ốc các bạn nhé. Sơn zin 100%, zin từng con ốc. Máy số zin. Bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe này xem là nó ra làm sao. Vô lăng cần số cực đẹp luôn. Xe chạy 4 vạn 8. Xe mới chạy có 4 vạn 8. 215 một năm chạy hơn 1 vạn. Xe chạy có 4 vạn 8 thì nó là như kiểu xe máy chưa hết rút đa mà. Vô lăng trợ lái nhẹ, máy êm, gầm chắc. Đấy, gầm rất là chắc các bạn nhé. Đi qua chỗ gờ giảm tốc mà nó chỉ nghe tiếng kịch kịch của lốp thôi. Đấy, chỉ tiếng kịch kịch của lốp thôi các bạn. Màn hình rất là nét. Mình kiểm tra cái camera lùi xem có nét không. Camera lùi rất nét nhé các bạn nhé. Camera lùi cực nét luôn. Các bạn thấy có camera lùi cực nét. Vô lăng trở lái nhẹ, máy êm, số ngọt, chuyển số đều. Cảm ơn các bạn nhé, đừng quên like, đăng ký kênh, like và chia sẻ nhé. Xin cảm ơn bạn.